Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video chia sẻ một người phụ nữ nói về những vấn đề bất cập tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều của huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Theo nội dung trong video phản ánh thì bệnh viện ca đang kê giá dịch vụ quá đắt đỏ khiến bệnh nhân có bao nhiêu tiền nộp vào đây khám chữa bệnh cũng là không đủ. Ngày hôm nay 30 tháng 8, lãnh đạo bệnh viện ca đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Người trong video này còn chỉ ra những bất cập khác tại bệnh viện như không cho người bệnh đăng ký khám trực tuyến và số lượng người đến khám ngày càng tăng. Phản hồi các nội dung trong video của người này, ngày 23 tháng 8, Bệnh viện ca cho biết sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo viện đã triển khai họp với các đơn vị liên quan và khẳng định cán bộ y tế đảm bảo thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện ban hành. Bệnh viện thừa nhận số lượng người đến khám chữa bệnh ngày càng gia tăng và có tình trạng người bệnh xếp hàng chờ khám vào khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 7 giờ 30 các ngày trong tuần. Cũng theo thông cáo từ phía bệnh viện, cơ sở này đã triển khai hàng loạt các giải pháp để cải thiện vấn đề này như khuyến khích người bệnh đặt lịch khám, hẹn giờ khám qua ứng dụng tư vấn, khám bệnh từ xa, tăng số lượng ban khám tại cơ sở tần triều lên 28 phòng khám, tăng cường nhân lực cho các khoa khám bệnh, khu vực tiếp đón, khu vực các ô cửa đăng ký khám, khu vực chờ xét nghiệm máu, nội soi, chuẩn đoán hình ảnh, bổ sung nhân lực làm sớm từ 5 giờ sáng, tăng cường công tác an ninh, phân luồng người bệnh. Bệnh viện ca cũng cho biết, bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân và gia đình, nhưng việc đăng tải video lên các trang mạng xã hội với các thông tin đánh giá một chiều sẽ khiến nhiều bệnh nhân hoang mang, ảnh hưởng tới tâm lý điều trị. Do đó, bệnh viện mong muốn được tiếp nhận ý kiến của người bệnh qua các kênh thông tin chính thức, gồm bộ phận tiếp đón người bệnh tại ba cơ sở, đường dây nóng, hòm thư góp ý tại các khoa phòng. Thưa quý vị, một nam sinh lớp 9 tại Hà Nội được phát hiện tử vong trong bể bơi ở trường phổ thông quốc tế Việt Nam ở khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện công an quận Hà Đông đang điều tra nguyên nhân sự việc. Theo thông tin từ bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nam sinh lớp 9 tử vong tại bể bơi trong trường phổ thông quốc tế Việt Nam. Theo báo cáo của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, có địa chỉ tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 8, tại bể bơi trong khuôn viên của ngôi trường này. Trong khi đó, một lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên. Đại diện Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc và cùng gia đình tập trung vào việc lộ sự. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, nọc ong bảo vệ rất độc và nguy hiểm. Khi bị ong chích, nó có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu ở bệnh nhân. Nếu không xử trí kịp thời, sẽ tử vong. Mới đây, một bé trai 8 tuổi ở Sóc Trăng ra ruộng cùng người nhà dẫm phải tổ ong bảo vệ và bị đàn ong đốt hơn 60 đốt dẫn đến nguy kịch. Theo đó, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bé trai sinh năm 2015, ngủ tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng, trong tình trạng da ửng đỏ, phù môi, sưng nề, đau dữ dội, tại vị trí các vết đốt, khó thở, sốc, trên người dính nhiều vòi trích của ông. Gia đình cho biết, cháu bé cùng với người nhà đi thăm ruộng thì giống phải tổ ong vỏ vẽ, bị rất nhiều ong đốt. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị sốc phản vệ độ 2, suy hô hấp và có nguy cơ tử vong cao. Sau đó cháu bé đã được chuyển đến khoa hồi sức tích cực và chống độc để điều trị. Với sự nỗ lực của các y bác sĩ, hiện cháu bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nam thanh niên tố bị thương sau khi va vào gậy của cảnh sát giao thông, lãnh đạo phòng BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ cảnh sát vi phạm Chiều ngày 23 tháng 8, trả lời phóng viên VTC, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vẫn đang trong quá trình xác minh làm rõ vụ nam thanh niên tố bị chấn thương sau khi va vào gậy cảnh sát giao thông. Theo lãnh đạo phòng BC08, thông qua báo cáo từ đội cảnh sát giao thông rạch chiếc, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 13 tháng 8, tổ công tác có mặt tại trụ điện T72L, xa lộ Hà Nội, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức để thực hiện xử lý chuyên đề tốc độ. Đến 15 giờ 75 phút, thông qua máy ghi hình tốc độ, đội phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 63C139355 vi phạm tốc độ do anh DNN 22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang cầm lái. Ngay lập tức, cảnh sát giao thông ra hiệu dừng phương tiện nhưng người cầm lái phương tiện không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Người vi phạm tiếp tục lao vào một cảnh sát giao thông khác để chạy qua chốt kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ. Lúc này, cảnh sát giao thông tránh né vào lề đường và không xác định được có va chạm giữa người vi phạm với gậy của chỉ huy giao thông hay không. Sau đó, người vi phạm lái xe đi. Khoảng 20 phút sau, người điều khiển phương tiện quay lại nhờ tổ công tác đưa đi cấp cứu do mắt bị thương. Tổ công tác đã tổ chức cho người hỗ trợ đưa nam thanh niên đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức để sơ cứu. Sau đó, tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được phân công. Lãnh đạo phòng BC08 cho biết thêm, hiện vẫn đang xác minh vụ việc và nếu phát hiện vi phạm quy trình của cán bộ cảnh sát thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trước đó vào ngày 18 tháng 6, anh N đã gửi đơn khiếu nại đến phòng BC08 và thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ vụ việc. Anh bị cảnh sát giao thông dùng gậy đánh vào mắt, gây chấn thương mắt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 13 tháng 8 tại xa lộ Hà Nội, đoạn qua ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức từ khi triển khai tiếp nhận phản ánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trang Zalo và đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông BC08, Công an Hà Nội đã tiếp nhận hàng trăm thông tin phản ánh, qua đó xác minh, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm từ hình ảnh của chính người dân cung cấp. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, mô hình này đang có kết quả tích cực. Ngay từ khi đưa vào hoạt động, mỗi ngày trang Zalo và đường dây nóng của đơn vị tiếp nhận từ 15 đến 20 thông tin phản ánh của người dân. Theo lãnh đạo BC08 Hà Nội, vi phạm được người dân phản ánh tập trung tại đường vành đai ba trên cao, cầu Vĩnh Tuy và một số các điểm giao thông phức tạp khác. Điển hình, ngày 17 tháng 8, trang Zalo của BC08 Hà Nội nhận phản ánh về việc xe ba gác tự chế lưu thông trên đường vành đai ba trên cao gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng cho hay, người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Khi gửi phản ánh, người dân nên để lại thông tin cho cán bộ tiếp nhận để tiện trao đổi, thuận tiện trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo người dân phản ánh các hành vi vi phạm qua trang Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và đường dây nóng 0243 942 4451 để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội từ đêm nay đến hết ngày mai 24 tháng 8 sẽ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực này. Theo đó, từ chiều tối ngày 23 tháng 8 đến đêm ngày 24 tháng 8, Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và sông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 25 tháng 8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ sủi ro so thiên tai do mưa lớn, lốc xét, mưa đá cấp 1. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn, đề phòng gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xét cấp 1. Trong bản tin dự báo về xu thế lượng mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ này, tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5 đến 15%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.